Nhân dịp Rap Việt mùa 2 đã khởi chiếu, Nightsky sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo logo của Rap Việt 100% bằng PowerPoint. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối và vẽ một hình lục giác. Sau đó chỉnh điểm vàng ở góc trái để hình nhọn hơn. Chúng ta giữ Ctrl kéo vật thể ra ngoài để nhân đôi, tô màu nền khác rồi chỉnh kích thước sao cho nằm đều trong hình đầu tiên. Chúng ta sẽ nhân đôi thêm một hình nữa, rồi chọn hình to trước, hình bé sau, vào Shape Format, vào Mesh và chọn Subtract để cắt hình khối. Bước tiếp theo, chúng ta vẽ hình tam giác, giữ Shift để xoay 90 độ và chỉnh kích thước sao cho hai cạnh song song với hình lục giác. Sau đó chúng ta giữ Ctrl Shift và di chuyển để copy thẳng hàng thêm một hình nữa, rồi xoay và di chuyển sao cho đối xứng với hình ban đầu. Chúng ta kéo chọn cả ba hình, vào Shape Format, vào Fill, chọn Picture và dùng ảnh tải về từ đường link nightsky.vn/rapviet. Sau đó chúng ta vào Shape Effect, vào Bevel và chọn 3D Option. Trong phần Top Bevel, chúng ta sẽ chọn bề mặt ở đầu hàng 2, chỉnh cả hai chiều lên 20 đơn vị. Sau đó vào Lighting, chọn ánh sáng vàng, xoay góc ánh sáng thành 120 độ. Chúng ta sẽ được bề mặt sắc cạnh giống như một khối kim loại thực sự. Hình còn lại, chúng ta di chuyển vào tâm hình cũ, rồi lồng ảnh nền là đèn LED mình đã để sẵn trong thư mục tải về. Chúng ta viết chữ Rap Việt với phông chữ là Nightsky 7 Rap Việt. Chúng ta chỉ cần vào thư mục tải về, mở phông lên và nhấn Install để cài. Sau đó chúng ta lại vào Shape Format, vào Take Fill, chọn Picture để lồng chất liệu vàng vào trong chữ. Bước cuối cùng, chúng ta vào Take Effect, chọn Bevel và chọn 3D Option. Trong Top Bevel, chúng ta chọn bề mặt thứ hai ở hàng đầu. Trong mục Lighting, chúng ta chọn ánh sáng vàng. Vậy là trong chưa đầy 2 phút, chúng ta đã thiết kế thành công logo Rap Việt bằng PowerPoint. Với kiến thức tạo bề nổi và ánh sáng cho vật thể trong video này, chúng ta có thể sáng tạo những hiệu ứng chữ phức tạp như trong các poster nổi tiếng ở đây. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightsky để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightsky, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.